mời các bạn đến thăm vườn xoài. Xoài lai. Đấy. Cái xoài trồng san sát nhau. Cái xoài lai này rất là nhiều quả. Rất chữ quả. Thời gian này không phải là vụ xoài nên là không có quả. Đấy, những cái ghép lai ghép này được bà con trồng khá nhiều. Đây, vườn này có tầm 60-70 cây. Đấy, về kỹ thuật trồng là cây cách cây 3 mét, hàng cách hàng 5 mét. Cây này được chăm sóc rất là cẩn thận, xiết gốc này để tạo sự ra hoa này. Đấy, cắt những cái cành nhỏ, cành khuất để cho những cái cành trên cao phát triển. Vụ chính của xoài là tháng 3, tháng 4 hàng năm. Xoài là một cây ăn quả rất phổ biến ở địa phương. Tuy nhiên cái giống địa phương thì nó là giống lâu ngày mà cây rất là to. Quả thì cho quả ít, nó hơi chua. Còn cái giống xoài lai này thì quả nó to, lượng dinh dưỡng cao và rất là nhiều quả, sai quả. Những giống xoài lai này mới được bà con đưa vào trồng vào trên nền đất phù sa này trong vài năm trở lại đây, 3-4 năm. Cây rất là xanh tốt, nhưng nó mầm trồi mới lên. Nó rộng hơn tôi tưởng tượng không ạ? Này, có đến gần 100 cây. Gốc thì được trồng rất là chăm sóc rất là tốt, hầu như không có cỏ, những cái cành thưa được cắt ra, được cắt ra để xen giữa những cây xoài này có những cây mít này, cây táo, cây nhãn này, nó như giống như cây ăn quả, những cái đặc sản của địa phương. Mà đây đủ đây đây đấy à? Thì mất xuống vai mà đâu mày nè. Nè mày mới đi vai mà đâu mà. Tao con thuê hả?
Ồ, nắm trình về. Tin này bay lên xuyên Nam gì về? Bay nào? Má má bay nào? Tin này thuê lắm. Cái màu gà. Ôi. Ôi Thái. Mình đâu hoa nó bạn mình đâu hoa mẹ tin đi có mít này mình đâu hoa tìm mất sục ao sạc sục mà mít lưới là lưới mà mong đi bắt mạc băng lắm rồi nè viết đi tay ngay rồi vậy nè tiêu thì cái lá bẻ ôi cái lá bẻ hả cái tay đâu phải like về sao sao vẫn cần à đây phải nói là những cái vựa trồng cây ăn quả lớn của địa phương đấy, với rất là nhiều cây cối cho thu nhập khá là cao. Cái sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng này phù hợp với xu thế của phát triển của đất nước, bà con đang chuyển dần từ trồng cái nông nghiệp truyền thống từ lúa ngô sang trồng những cây ăn quả, cây ăn quả ngắn ngày đấy, tạo sự thu nhập mà cũng bớt cái sự lao động nặng nhọc. Thế đã có những sự thay đổi nhất định về trong cách nghĩ, cách làm của người dân. Nhìn những cây xoài này ta cũng hy vọng vào một cái sự phát triển đổi mới, một vụ ấm no của bà con nông dân. Nó là áp dụng, bà con đã áp dụng như khoa học kỹ thuật để mà thâm canh, để mà trồng trọt. Là một trong những cái vườn xoài mà là tiêu biểu những ăn quả phổ biến. Đây thôi bạn, buổi tối ơi, đúng. Mấy món má nhỏ với à liễu ơi. Tung tôi giỡn là hắn ấy phí cần của bác của ruột oa này cần ở đây chứ phí cần là đéo nó đẻ hả nó là nhịp thấm của cần phát động bay nhìn hầu son bộ phát động là cần cần nó yếu hay tài nè. Vào vi.